Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên đúng vào đợt thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến 42 độ C, khiến nhiều người không khỏi e ngại. Mặc dù vậy, khách du lịch vẫn đến phố đi bộ Hồ Gươm thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để tham quan và vui chơi. Để chống lại với cái nắng nóng ngoài trời, người dân đã chuẩn bị cho mình quạt cầm tay hay những chiếc mũ, áo chống nắng để có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách an toàn và thoải mái. Nhiều người không ngại xa xôi, vẫn lên thủ đô để đón kỳ nghỉ lễ một cách trọn vẹn. Em từ Hải Phòng đến và em lựa chọn Hà Nội là địa điểm du lịch bởi vì em thấy ở Hà Nội có rất nhiều điểm đến du lịch mà em rất là thích và kiểu nó tạo cho em được nhiều cái hứng thú ấy. Mặc dù là trời rất là nắng nóng nhưng mà thay vì lựa chọn các thành phố biển thì em vẫn quyết định lựa chọn Hà Nội. Mặc dù thời tiết cũng nắng nóng nhưng mà em đi bộ ở các phố này thì ra ngoài này thì em cảm giác là cảm nhận được rõ các kỳ nghỉ lễ hơn, thoải mái hơn, mà cảm nhận được cái sự không khí lễ rõ ràng hơn. Với thời tiết nắng nóng, người dân đã đổ xô đi đến công viên nước Hồ Tây, thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giải nhiệt. Vào những ngày này, nơi đây luôn đông nghịt người xếp hàng mua vé. Vào lúc cao điểm, người dân phải chờ từ 10 đến 15 phút mới mua được vé. Nhiều người lựa chọn đây là điểm đến lý tưởng để đưa gia đình đến trong kỳ nghỉ này. Hôm nay cũng rất là đông người. Mình đi từ sáng sớm đã đến thấy rất nhiều người ở ngoài mua vé rồi. Trong thời tiết nóng bức này thì tôi đến đây để giải tỏa cái nóng bức của mùa hè này cũng như là đến vui chơi với gia đình. Mặc dù là thời tiết rất là nắng nóng nhưng mà do khuôn viên có nhiều cây xanh rồi là nhiều những cái tấm bạt che phủ nên mình cũng cảm thấy thời tiết không nóng như ở bên ngoài. Với giá vé được giảm sâu sau 17 giờ là 120.000 đồng trên một lượt, cùng với nhiều khu vui chơi, nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân trong kỳ nghỉ lễ. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, công viên luôn trong trạng thái nhộn nhịp, đông người qua lại. Năm nay, công viên nước Hồ Tây dự kiến lượng khách có thể còn tăng cao hơn so với các năm trước. Và ngày hôm qua thì chúng tôi đã đón được hơn 5.000 lượt khách. Và ngày hôm nay thì như các bạn đã biết thì mới 9-10 giờ sáng, thế nhưng mà cái không khí tại công viên cũng khá nhộn nhịp. Và chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay cái số lượng nó gấp đôi của ngày hôm qua. Theo cái đánh giá thì năm 2022 và 2023 thì công viên nước đã vượt con số kỷ lục so với cả 20 năm trước đó. Và với thời tiết của năm nay, với cái nhu cầu sử dụng của năm nay thì tôi hy vọng là cái mùa hè năm nay sẽ đón được cái lượng khách nhiều hơn nữa và chúng tôi lại tiếp tục cái vượt kỷ lục về số lượng trong cái việc đón tiếp khách trong mùa hè. Dịp nghỉ lễ này là khoảng thời gian hiếm hoi, người dân có thể dành thời gian cho gia đình. Chính vì vậy, họ đã tranh thủ cùng người thân có những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ. Đây không chỉ là dịp nghỉ ngơi, thư giãn, mà đó còn là một cách như nhớ về ngày lịch sử hào hùng của dân tộc.